Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên có nghị quyết công bố danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 15 và được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ có 5 người ứng cử. Bà Phạm Thị Hạnh, quê quán xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nghề nghiệp chức vụ, ban phong trào tỉnh đoàn Hương Yên. Bà Vũ Thị Thu Hằng, quê quán xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hương Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó trưởng phòng lao động việc làm, sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hương Yên. Ông Tô Lâm, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hương Yên, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư đảng ủy, công an trung ương, đại tướng, bộ trưởng bộ công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Bà Đoàn Thị Thanh Mai, quê quán xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Australia. Ông Đỗ Tiến sĩ, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 14. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Tiên Lữ, Phục Cử và Ân Thi có 4 người ứng cử. Bà Hoàng Thị Thu Hà, quê quán xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, ban tuyên giáo tỉnh đoàn Hưng Yên. Bà Vũ Hồng Luyến, quê quán phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn, bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên, ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Bà Đoàn Thị Hoàng Anh, quê quán xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ phó trưởng phòng lý luận chính trị, lịch sử đảng, ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên. Ông Phạm Đình Toản, quê quán xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nghề nghiệp chức vụ ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối cơ quan trung ương. Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn Giang, Văn Lâm có 4 người ứng cử. Bà Nguyễn Thị Liên, quê quán, xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, nghề nghiệp chức vụ, phòng văn hóa văn nghệ, ban tuyên giáo, tỉnh ủy Hương Yên. Ông Nguyễn Đại Thắng, quê quán, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hương Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Ông Đào Hồng Vận, quê quán xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Văn Giang. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, quê quán xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ ban dân vận huyện ủy Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.